Xin chào quý vị, hiện tại tôi đang có mặt tại Bệnh viện Giao thông Vận tải, nơi tiếp nhận các bệnh nhân trong vụ cháy diễn ra vào đêm ngày hôm qua tại Trung Kính, Hà Nội. Và hiện tại thì các bệnh nhân vẫn đang được các y bác sĩ đưa ra các phương án điều trị tích cực nhất. Cũng trong buổi sáng ngày hôm nay, Bệnh viện Bạch Mai cũng đã cử các đội ngũ chuyên gia sang phối hợp với Bệnh viện Giao thông Vận tải để cùng đưa ra những phương án điều trị tiếp theo cho các bệnh nhân. Trường hợp nặng nhất là cụ bà 84 tuổi. Và trường hợp trẻ nhất là cháu bé nam 13 tuổi. Cái bệnh nhân nặng nhất thì bây giờ đang trong cái tình trạng là có suy hô hấp, đang phải hỗ trợ thở, oxy dòng cao, kèm theo là có tổn thương bỏng da. Tuy nhiên là thể trạng của bệnh nhân rất là kém, nên là chúng tôi tiên lượng đây là cái trường hợp rất là nặng. Thì với các bệnh nhân thì chúng tôi cũng đang làm tất cả các cái xét nghiệm cho nó để nhảy để đánh giá chính thức các cái mức độ tổn thương, các cái nguyên nhân nó thường hay gặp. Một là ngạt khí, các cái loại khí độc, bên cạnh đó là ngạt hơi nóng, tức là khi mà hít phải hơi nóng thì toàn bộ các cái đường hô hấp, họng rồi là khí quản và sẽ bị tổn thương da do bỏng. Các bên cạnh đó nữa là một cái tổn thương không thể bỏ qua, đó là chấn thương khi bệnh nhân ngã rồi các thứ, chấn thương gãy xương vân vân. Về xác định danh tính thì chúng tôi cũng đã có đủ hết rồi, và nhà có thể đã được vào thăm bệnh nhân rồi, chăm sóc rồi, và cũng được rất là nhiều cơ quan đoàn thể quan tâm. Tuy nhiên cụ bà thì bây giờ người chăm sóc thì cũng đang phải chúng tôi bệnh viện đang hỗ trợ hoàn toàn kể cả chăm sóc, bởi vì là người nhà cũng là nạn nhân, cũng là bệnh nhân nằm viện. Và cũng trong sáng nay thì Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cũng đã đến thăm hỏi động viên kịp thời các nạn nhân. Và chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin tiếp theo gửi đến quý vị trong các bản tin tiếp theo.